Ban An toàn giao thông tỉnh vừa phối hợp với đội quản lý thị trường số 2, Cục Quản lý thị trường tỉnh, Quỹ phòng chống thương vong châu Á và các cơ quan chức năng tuyên truyền kiểm tra một số cơ sở kinh doanh mặt hàng mũ bảo hiểm trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên. Ghi nhận tại buổi kiểm tra cho thấy, hầu hết các cơ sở kinh doanh mũ bảo hiểm đều chấp hành tốt các quy định của pháp luật, có giấy phép kinh doanh, hàng hóa có tem nhãn phù hợp với quy định, giấy chứng nhận hợp quy, chất lượng mũ bảo hiểm theo quy chuẩn kỹ thuật quốc gia. Hoạt động trên nhằm mục tiêu nâng cao hiệu quả tuyên truyền, phổ biến các quy định của pháp luật, tăng tỷ lệ người tham gia giao thông đội mũ bảo hiểm đạt quy chuẩn kỹ thuật quốc gia, giảm thiểu thiệt hại do tai nạn giao thông đối với người tham gia giao thông bằng xe mô tô, xe gắn máy và xe đạp điện trên địa bàn tỉnh.